Đến với các kết nối xã hội, một cuộc khảo sát hội đồng toàn cầu về sức khỏe não bộ cho thấy, mặc dù phần lớn mọi người đều duy trì ít nhất là một hình thức giao tiếp xã hội nào đó, thì có tới 37% cho biết họ thiếu sự đồng hành, 35% cảm thấy khó hòa nhập vào xã hội và gần 30% nói rằng họ bị cô lập. Bản thân sự cô đơn á, nó cũng đã được chứng minh là có thể là thúc đẩy cái sự suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi. Ok, chào các bạn. Mình là Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Chuyện là vừa rồi á, thì mình có đọc được một quyển sách mang tên là Trí Óc Minh Mẫn của tác giả Sanjay Gupta. Nội dung xuyên suốt của quyển sách thì cũng như tên gọi của nó đã nói lên rồi, đó là sẽ tập trung nói về bộ não của chúng ta, hộp đen bí ẩn trong đầu. Trong đó có một cái câu như vậy nè, là chúng ta biết được rằng bệnh Alzheimer bắt đầu từ 20 đến 30 năm về trước khi có bất kỳ triệu chứng nào. Vì vậy, những người trẻ cần chú ý những cái bài học sau đây. Sau khi đọc xong cái câu đó thì mình rất là muốn lên cái video ngày hôm nay. Video này dựa vào quyển sách Trí Óc Minh Mẫn của tác giả Sanjay Gupta và bài TED Talk What You Can Do to Prevent Alzheimer của diễn giả Lisa Jennifer. Sa sút trí tuệ là một thuật ngữ dùng để chỉ những cái triệu chứng vật thể khác nhau của suy giảm nhận thức. Alzheimer là một chứng sa sút trí tuệ phổ biến nhất. Nguyên nhân gây ra bệnh Alzheimer là gì? Có một cái sự tranh cãi trong giới khoa học cho rằng nguyên nhân chính là do các mảng amyloid beta. Nhưng nếu mà do các mảng amyloid beta thì chỉ cần nghĩ ra cái phương pháp làm tiêu biến những cái mảng đó là xong, đúng không? Rất tiếc, mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Có rất là nhiều cách chữa trị dựa trên cái giả thuyết này, nhưng mà đều thất bại cả. Và amyloid beta bản thân nó cũng có một cái mặt tích cực. Và có nhiều người mang cho mình nhiều mảng như vậy, nhưng họ lại không phát triển bệnh. Nên là nguyên nhân gây bệnh đó, nó thật sự là một tranh cãi. Và hầu như nó là một tập hợp của nhiều yếu tố, chứ không phải là đơn lẻ một tác nhân nữa. Vậy thì làm sao để mà biết được là tôi đang lơ đễnh thôi, chứ không phải là một triệu chứng của căn bệnh? Thứ nhất, đó là gặp trở ngại ngôn ngữ. Người bị mắc bệnh Alzheimer là họ sẽ quên đi cách dùng những cái danh từ đơn giản. Như việc là tôi dùng bàn chải đánh răng, thì họ sẽ nói là tôi dùng một đồ dùng đưa vào miệng của tôi. Điều thứ hai đó là mất định hướng về không gian và thời gian. Những người bị bệnh Alzheimer, họ thường có thể đi lạc vào những cái khu vực rất là đổi quen thuộc với họ. Họ không biết là mình đang ở đâu, làm thế nào mà mình tới được nơi đó. Cũng như là không biết cái cách như thế nào để có thể trở về nhà. Ta thường thắc mắc rằng cái điện thoại mình để đâu rồi, cái chìa khóa ta để ở đâu rồi. Đó chỉ là một điều bình thường thôi, vì có thể trong cái giờ phút đó là mình có nhiều cái suy nghĩ đang xen, nên là mình tiện tay mình vứt đại một chỗ nào đó. Nhưng mà khi Alzheimer tới cột mốc rồi á, thì thay vì bạn tìm cái chìa khóa của mình ở trong túi áo khoác, bạn thấy được nó, thì đằng này bạn lại thấy nó nằm trong tủ lạnh. Và thậm chí là còn thắc mắc là cái chìa khóa này có chức năng gì, được dùng để làm gì nữa? Vậy thì có cách chữa bệnh không? Rất tiếc là tới tận giờ phút mình làm chiếc vlog này thì vẫn chưa có cách chữa trị nào triệt để cả. Và đợi đến khi một ai đó tìm thấy cái chìa khóa trong tủ lạnh thì lúc đó đã là quá trễ rồi. Và mình xin nhắc lại là bệnh nhân đã mắc bệnh Alzheimer từ 20 đến 30 năm về trước, trước khi họ nhận thấy dấu hiệu của căn bệnh rồi. Nên là đừng chủ quan, ta hãy học cách phòng bệnh từ trước. 5 cột mốc bảo vệ sức khỏe não bộ. Cái thứ nhất là tập thể dục. Việc thứ hai đó là ý thức về mục đích học tập và khám phá. Điều thứ ba, ngủ và thư giãn. Điều thứ tư là dinh dưỡng. Và cuối cùng, cái kết nối xã hội. Ý thức về mục đích học tập và khám phá. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng cứ làm việc thêm một năm thì nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ sẽ giảm 3,2%. Trong một cuộc nghiên cứu này với nửa triệu người tham gia tại Pháp, còn chỉ ra rằng người nghỉ hưu ở tuổi 65
thì có nguy cơ bị sa sút trí tuệ thấp hơn khoảng 15% so với những người chọn nghỉ hưu ở tuổi 60. Nên là hãy không ngừng ra sức học hỏi, trau dồi, khám phá những điều ở thế giới xung quanh. Mà mình xin phép dùng từ mạnh luôn á, đó là dùng não nhiều nhất có thể. Mình thấy nhiều bạn có cái suy nghĩ á, là tôi đã tốt nghiệp đại học rồi, bây giờ đi ra làm kiếm tiền đủ mệt rồi, học hành cái gì nữa, học không đủ à. Thế là họ từ chối cơ hội cho bản thân được phép học hỏi và khám phá. Thực sự á, thì học không nhất thiết là học những cái môn nhàm chán ám ảnh như thời còn ngồi trong cái nhà trường. Bạn có thể học những môn bạn hứng thú nè, những môn bạn tò mò nè. Và bạn biết gì không? Mỗi khi chúng ta ra sức học một cái điều gì đó mới á, ta sẽ tạo ra và củng cố cái kết nối thần kinh mới và cái khớp thần kinh mới đến với giấc ngủ. Thì các nhà khoa học tin rằng á, việc thiếu ngủ nó có thể là một yếu tố mắc bệnh Alzheimer. Một giấc ngủ sâu á, thì có chức năng là thanh lọc và tái tạo năng lượng cho cơ thể. Và sự tích tụ amyloid beta nó được chứng minh là sẽ gây cản trở cái giấc ngủ sau đó. Từ đó cũng sẽ dẫn đến tích tụ nhiều amyloid hơn. Nó là một cái vòng tuần hoàn mà mình đã nói khá kỹ về cái sơ đồ cũng như là chức năng của từng kiểu ngủ trong cái clip mà mình đã đặt ra một cái câu hỏi, đó là có nên lùi giờ học không? Why we sleep? Nếu mà các bạn cảm thấy hứng thú thì có thể ghé xem ha. Đến với các kết nối xã hội, một cuộc khảo sát hội đồng toàn cầu về sức khỏe não bộ và chủ đề giao thiệp xã hội về sức khỏe não bộ của người trưởng thành từ 40 tuổi trở lên cho thấy, mặc dù phần lớn mọi người đều duy trì ít nhất là một hình thức giao tiếp xã hội nào đó, thì có tới 37% cho biết họ thiếu sự đồng hành, 35% cảm thấy khó hòa nhập vào xã hội và gần 30% nói rằng họ bị cô lập. Bản thân sự cô đơn á, nó cũng đã được chứng minh là có thể là thúc đẩy cái sự suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi. Nên là cố gắng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và kết bạn nhé. Cuối cùng đó là việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Điều này thì ở video trước mình đã nói khá kỹ, khá chi tiết. Nên là chắc là video này mình chỉ tóm lại những cái ý chính để mọi người có thể dễ nắm bắt thôi ha. Thì việc tập thể dục á, nó là một cái hoạt động mang tính hành vi duy nhất được các nhà khoa học chứng minh là có thể kích hoạt các tác động sinh học có lợi cho não bộ. Trong sách thì tác giả đề ra con số là 64 phút. Tác giả Sanjay Gupta dành khoảng 64 phút một ngày để mà tập luyện thể dục thể thao á, thì sẽ giảm được cho mình cái nguy cơ tử vong sớm lên tới 40% so với những người không bao giờ chịu tập luyện thể dục thể thao. 64 phút này á, thì không nhất thiết là bạn phải tới phòng tập, tập thiệt là miệt mài, mệt mỏi liên tục trong 64 phút này thì mới được tính. Cái con số này á, nó là cái con số cộng dồn, tức là nó được tính thêm bởi những cái hoạt động thể chất như là việc đi bộ chậm nè, đi bộ nhẹ nè, rồi chạy bước nhỏ nè, rồi tản bộ ở ngoài công viên cũng được tính, miễn là nó là một cái hoạt động thể chất, miễn là bạn không nằm dài một chỗ là sẽ được tính. Nhưng mà nếu mà được á, thì hãy cố gắng nâng cao mức độ để mà thử thách sức bền cũng như là ý chí, sức khỏe của bản thân hơn nha. Mình tin là những người xem của mình ở đây biết rõ điều gì là tốt cho các bạn. Như cái cách mà bạn chọn và xem cái video này, mình không cần phải nói quá nhiều. Vấn đề ở đây á, đó là bạn có muốn và có một cái quyết tâm bảo vệ sức khỏe của bạn không thôi. Và cuối cùng, để kết lại chiếc clip này, nếu mà rơi vào một cái tình trạng bạn cảm thấy là tồi tệ rồi ấy, thì mình xin phép là dành cho mọi người một cái câu nói mà mình cũng rất là tâm đắc của diễn giả Lisa Genova, chẩn đoán được căn bệnh. Không có nghĩa là bạn sẽ mất vào ngày mai, bạn vẫn tiếp tục sống. Bạn sẽ không mất đi cái phần trí tuệ cảm xúc của mình. Bạn vẫn cảm nhận được niềm vui và tình yêu. Có thể bạn sẽ quên đi những gì mà mình nói với bạn 5 phút về trước, nhưng bạn sẽ nhớ được cái cách mà mình đã làm bạn cảm thấy như thế nào. Và bạn nhiều hơn những gì mà bạn nhớ. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết chiếc clip này của mình và đã để mình tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc là có một cái chủ đề gì mà các bạn muốn mình thực hiện, hãy cứ comment phía bên dưới. Mình rất là trân trọng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha.
Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.